Hãy tưởng tượng bạn có thể thu nhỏ mặt trời với kích thước chỉ bằng một quả bóng rổ. Khi đó, trái đất có thể chỉ bằng một hạt vừng. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mặt trời nhỏ hơn trái đất? Nếu một ngày quả cầu lửa khổng lồ vốn lớn nhất trong hệ mặt trời của chúng ta trở nên bé nhỏ, nhỏ hơn cả kích thước trái đất, liệu hành tinh này vẫn quay quanh mặt trời? Hệ mặt trời giả định này sẽ trông như thế nào? Trên thực tế, mặt trời lớn tới mức chiếm 99% khối lượng của cả hệ và sẽ cần tới 1,3 triệu trái đất để lấp đầy thể tích của mặt trời. Nhìn từ trái đất, mặt trời rất nhỏ bởi nó cách chúng ta 150 triệu km. Giả sử nếu mặt trời nhỏ hơn trái đất thì trái đất sẽ trở thành một nơi không thể sinh sống và mặt trời có thể không còn là một ngôi sao nữa. Trong vũ trụ, kích thước rất quan trọng và khoảng cách cũng quan trọng không kém. Trái đất ở gần mặt trời vừa đủ để không bị đóng băng như sao hỏa. Nó cũng ở xa vừa đủ để không bị nung nóng như sao kim. Chúng ta may mắn ở trong khu vực có thể sinh sống quanh mặt trời. Điều này có nghĩa kích thước hành tinh của chúng ta, kích thước của mặt trời và khoảng cách giữa chúng chính là điều kiện cho phép sự sống tiến hóa trên trái đất. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu mặt trời nhỏ hơn trái đất của chúng ta? Khối lượng của một ngôi sao quyết định màu sắc và nhiệt độ của nó. Những ngôi sao lớn hơn thì nóng hơn và có màu xanh dương, trong khi các ngôi sao nhỏ hơn thì lạnh hơn và có màu đỏ. Mặt trời là một ngôi sao trắng, không lớn như siêu sao khổng lồ và không nhỏ như sao lùn đỏ. Bạn có thể nghĩ, khi kích thước của mặt trời nhỏ hơn, nó sẽ chuyển thành sao lùn đỏ với vùng có thể sinh sống nhỏ hơn. Theo định nghĩa, một ngôi sao bất kể là siêu sao khổng lồ hay sao lùn đỏ, chỉ là sao khi có phản ứng tổng hợp hạt nhân sinh nhiệt ở lõi của nó. Vậy, những ngôi sao có thể nhỏ tới mức nào? Hiện nay, chúng ta chưa đo được nhiều sao lùn đỏ, nhưng ngôi sao nhỏ nhất chúng ta từng phát hiện có khối lượng bằng 10 lần trái đất. Mức đó gần với kích thước cần thiết theo lý thuyết để một ngôi sao duy trì phản ứng. Nếu nhỏ hơn 10 lần trái đất, đó không còn là một ngôi sao nữa, mà chỉ là xác sao lạnh lẽo và tối tăm. Ngôi sao có tên là EBLMZ0555-57AB, nó là ngôi sao có kích thước nhỏ nhất từng được biết đến trong vũ trụ. Và ngôi sao này chỉ lớn hơn một chút so với sao thổ, cách trái đất 600 năm ánh sáng. EBLMZ0555-57AB là một phần của hệ thống sao nhị phân khi nó quay quanh một ngôi sao lớn hơn. Dù khá nhỏ so với các ngôi sao khác, EBLMZ0555-57AB vẫn có đủ khối lượng để cho phép phản ứng tổng hợp hạt nhân xảy ra bên trong lõi, biến đổi hydro thành heli. Ngôi sao siêu nhỏ này có độ sáng mờ hơn mặt trời khoảng 2.000 đến 3.000 lần. Các nhà khoa học phát hiện ngôi sao này khi nó di chuyển qua phía trước ngôi sao lớn hơn mà nó quay quanh, gọi là EBLMZ0555-57A. Theo ước tính, khối lượng của EBLMZ0555-57AB tương đương với ngôi sao Chapit 1 được phát hiện vào đầu năm nay, nhưng với bán kính nhỏ hơn 30%. Phát hiện của các nhà khoa học cho thấy những ngôi sao có thể nhỏ đến mức nào. Nếu ngôi sao EBLMZ0555-57AB hình thành với khối lượng chỉ nhỏ hơn một chút, thì phản ứng nhiệt hạch của hydro bên trong lõi không thể duy trì, và ngôi sao này sẽ biến thành một sao lùn nâu. Quay trở lại với nội dung chính của video, nếu vì bất kỳ lý do gì mà mặt trời có lại nhỏ hơn trái đất, thì mặt trời thu nhỏ sẽ không có khối lượng để sinh ra phản ứng và sẽ cháy rụi hoàn toàn. Hệ mặt trời của chúng ta sẽ mất đi ngôi sao duy nhất. Do mặt trời là nguồn trọng lực giữ cho các hành tinh quay theo quỹ đạo, mọi hành tinh, bao gồm trái đất, sẽ trôi vào không gian trong công cuộc tìm kiếm vật neo khác. Sự sống trên trái đất sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hãy giả định lại lần nữa. Lần này, hãy để trái đất lớn hơn mặt trời, trong khi kích thước mặt trời giữ nguyên. Là hành tinh thứ 3 trong số 8 hành tinh quay quanh mặt trời, trái đất cũng là hành tinh lớn nhất trong số các hành tinh đá gồm sao thủy, sao kim, trái đất, sao hỏa. Và nếu so với các hành tinh khí trong thái dương hệ, trái đất của chúng ta thật sự quá nhỏ bé. Vậy nếu như trái đất lớn hơn mặt trời thì điều gì sẽ xảy ra? Để điều này xảy ra thì khối lượng của trái đất sẽ phải lớn hơn hiện nay ít nhất 333.000 lần.
Một hành tinh lớn đến vậy sẽ sản sinh đủ nhiệt và áp suất ở lõi để tự trở thành một ngôi sao. Tất nhiên, sự sống sẽ không còn tồn tại trên ngôi sao nóng bỏng này. Nhưng có một điều thú vị, hệ sao của chúng ta sẽ không chỉ có một mà có tới hai mặt trời. Nó sẽ trở thành hệ sao nhị phân với hai ngôi sao xoay quanh nhau và các hành tinh quay quanh cả hai. Dù theo kịch bản nào, sự sống trên trái đất cũng sẽ bị hủy diệt. Nhưng sự sống có thể tiến hóa trên những hành tinh khác hoặc thậm chí cả mặt trăng. Khoảng 1/3 hệ sao mà chúng ta tìm thấy là hệ sao nhị phân hoặc nhiều sao hơn. Một vài trong số đó có khu vực có thể sinh sống ổn định. Thêm một câu hỏi thú vị nữa là điều gì xảy ra nếu trái đất bỗng to gấp đôi? Với mật độ dân số đông đúc như hiện tại, nhiều người ước rằng kích thước của trái đất có thể tăng lên. Nhưng nếu trái đất thực sự nhân đôi kích thước, điều gì sẽ xảy ra? Giả sử mật độ của trái đất vẫn giữ nguyên, chỉ tăng gấp đôi bán kính địa cầu, đồng nghĩa với việc tăng khối lượng của hành tinh lên gấp 8 lần. Cùng với đó là lực hấp dẫn của trái đất cũng tăng thêm 2 lần. Kết quả là hầu hết các loài thực vật sẽ chết rất nhanh. Tất cả động vật lớn hơn hoặc bằng kích thước của loài chó sẽ không thể chạy nhảy, nếu không sẽ bị gãy xương chân. Những thú săn mồi to lớn cũng sẽ không còn khả năng chạy đủ nhanh để bắt con mồi của mình nữa. Một khi trái đất to gấp đôi thì bản thân hành tinh sẽ quay chậm hơn 32 lần. Một ngày thay vì 24 giờ như hiện tại sẽ kéo dài tới hơn một tháng. Theo đó, sự mất cân bằng nhiệt độ giữa ánh sáng và bóng tối của hành tinh là cực lớn, tạo nên những cơn bão gió san phẳng mọi tòa nhà. Nếu bầu không khí tăng gấp đôi kích thước thì áp suất không khí cũng tăng lên 2 lần. Não bộ của con người và những loài động vật khác sẽ cần được bơm máu nhiều hơn. Tuy nhiên, điều này lại có lợi cho các loài chim bởi chúng sẽ bay dễ dàng hơn hiện giờ rất nhiều. Đặc biệt, kiến tạo mảng địa chất, đây sẽ là điều khủng khiếp nhất xảy ra nếu trái đất lớn lên. Bởi khối lượng các nguyên tố phóng xạ trong lớp phủ tăng sẽ khiến magma nóng hơn. Hàng trăm núi lửa mới hình thành và phun trào, bơm thêm lượng khí CO2 khổng lồ vào khí quyển, tạo nên hiệu ứng nhà kính khủng khiếp chưa từng thấy. Cuối cùng, một sự kiện tuyệt chủng lớn nhất trên trái đất sẽ xảy ra mà không có điều gì có thể ngăn cản được.